buồm xuôi gió của anh Trường Giấy, Hải Dương. Cái tác phẩm này chủ nhân cũ là anh Thành May tại Hải Phòng, đến từ Hải Phòng. Và vừa rồi anh có chuyển giao cho anh Trường Giấy một tác phẩm buồm xuôi gió rất là đẹp. Đến triển lãm thì cũng đã gặp anh Thành ở đây. Mà thực sự giỏi rồi có thể thì phải là nhiều tác phẩm đẹp chứ không phải là chỉ có một cái. Ví dụ như ông Cường, ông Thành Danh mấy tác phẩm luôn. Mâm xôi con gà, dấu ấn thời gian, tiền phục vụ. Rồi. Phiên bản sau không bao giờ giống phiên bản trước, nhưng cái sự tỏa sáng là như nhau. Rồi. Đây, chia sẻ của anh Thành. Cái người giỏi nó phải là như thế. Chứ không phải là chỉ có một tác phẩm không bán xong rồi mất hết. Và chắc chắn em phải có cái kế cận thì em mới bán cái này đi. Rồi. Còn cái kế cận hiện tại thì bác cũng chưa biết nó là cái gì. Rồi. Và rồi. Em đang ấp ủ. Đúng rồi, đó. Cái đấy hứa hẹn với lại tất cả anh em và những người yêu cây là trong một vài năm tới em sẽ cho ra một phiên bản mới. Nhưng mà tiện đây hôm nọ một cái phóng sự bác đọc một cái bài thơ của ông mới nói về cây già thì thành thần cái gì? Cây già hoa thạch thì thành thần, đúng không? Sang đây em sẽ nói. Nhưng mà muốn nghe lại cái chỗ đấy. Nhân tiện đây là em nói cho các bác yêu cây, nếu mà nhìn tổng quan trong chi tiết khung hình cái cây này đấy, vâng, nó thực sự là đầy đủ là tứ linh luôn. Tứ linh, đúng. Tứ linh thì em sẽ phân tích tại sao trong cái cây này nó hội tụ có đủ tứ linh. Thông thường ấy, cái cây mà đạt được một hoặc hai yếu tố tứ linh trong cái tứ linh ấy đã là khó rồi. Ví dụ như là Long Phượng Giao Duyên, hay là cái Thiên Long Ngọc Thạch hay vân vân cái gì đó. Như đây cái trong cái tác phẩm này nó hội tụ đủ tứ linh. Ví dụ cái thân chính này nhìn thì nó là thân thẳng nhưng mà thời gian nó chạy nó uốn lượn như một con rồng đấy. Thế thì còn bốn cái thân phụ này thì nó là con hạc. Đây như hai cái chân này tượng trưng cho chân hạc và hai cái cánh cái đầu đó. Thế thì em đã từng xem những cái con ni ở ni trong những chậu đá cổ đấy. Rồi. Thì cái đường chạy này nó đây, những cái đường này nó đúng này, như đúng con ni con ni đó. Thế thì còn quy là cái bãi đá này, bãi đá giờ ai nhìn thấy nó cũng là hình con ni quy rồi. Rồi thì trong cái cây này hội tụ đủ là long ni quy phượng. Rồi đó. Thế thì khung hình nó là một cái biểu tượng của một cái con thuyền và những cánh buồm. Thì cái này là quá rõ rồi. Rồi. Cái ý tưởng này nhìn thì cũng ra rồi. Ở trong cái cây mà nó đạt được sự tổng thể cả tứ linh và hội tụ về độ già năm tháng này thì nó là thành thần mà độ thành thần. Nó vượt qua những cái yếu tố của nghệ thuật thông thường rồi. Mà nó đạt ở cái đỉnh. Nó có một cái hôm nọ bác đọc cái bài thơ. Thì bài thơ đấy nó là như thế này. Vâng. Chữ này không còn là chữ mà tác phẩm mà nó chữ là thần phẩm mới đúng. Vâng. Thấy chưa? Nó có tác phẩm này, tuyệt phẩm này, thần phẩm mới đúng. Vâng. Bác hiểu. Nếu mà lên được ở cái tầm đấy. Chứ còn người ta đây là có khi là có khi có những cây không đáng là tác phẩm người ta cũng để là tác phẩm. Có những cây người ta đáng ở cái độ tuyệt phẩm thì người ta đề là tác phẩm. Vâng. Có những cây đạt ở mức độ thần phẩm thì lại vẫn là tác phẩm. Không phải. Thì cái bài thơ đấy thì hôm nay em lại nhắc lại rồi, là cái bài thơ đấy nguyên văn là cái bài thơ của Đức Thánh Trần Nhân Tông. Vâng. Khi mà giặc Nguyên Mông sang xâm lấn ở nước Việt mình ấy. Vâng. Thì ngài ấy có ra một cái bài thơ là đúng nguyên văn ấy là cây hóa thành thần mộc, đá hóa thành địa linh, nhà nhà đều có đạo, kẻ thù nào chẳng kinh. Thế thì em viện từ cái câu thơ đấy cho cái cây này là cây hóa thành thần mộc, đá hóa thành linh quy, tiếng lành đồn đi xa, ai đến cũng đều khen. Quá tuyệt vời. Ai đến ngắm đều khen. Thế thì tất cả mọi cái nó đang diễn tả đây chứ mình không. Hôm đấy nói... tôi nghe một lần thì tôi lại tưởng là cây hóa thạch thì thành thần, đá hóa thạch thì địa linh. Nên là bây giờ hôm nay muốn nghe lại hóa là thành là thần mộc, hóa thành thần mộc, thần mộc. Đấy. Nhất là những cái cây cổ này mà ngắm trời mưa thì nhìn nó cây hóa thành thần mộc, đá hóa thành thần linh.
chứ chứ thực ra cái bài đấy thì tôi nghe tôi cũng rất là thích, là lý do là không biết cái nguồn gốc đâu, nhưng chính đích thật là nếu mà vua thì nó phải tạc ở đâu, ở đền nào thì bác phải đọc được, thì bác ấn tượng thì bác mới truyền cảm vào đây được, đúng không? Thế cũng như là có những cái bài thơ trong đền, trong chùa, trong ấy, nếu mà đúng nguyện vọng của em ấy là em muốn đi một cuộc triển lãm thứ ba rồi em mới chuyển nhượng cho ai đó, nhưng mà chưa làm được điều đó, mới đi được Bắc Linh và Hưng Yên thì đợt này thôi đi ạ, đủ điện anh Trường của anh cho ra rồi. Nhưng mà anh Trường anh cũng xứng đáng anh sở hữu mà. Vâng. Cái người cũng có tầm cho chú. Có đủ tầm để sở hữu. Thuận buồm xuôi gió đây của chủ nhân Thành. Để chú cùng xiếc. Chào trước kia thôi, chủ nhân cũ thôi. Chú Hà. Chủ nhân mới Thành Trường. Chú Hà taxi. Không, một cái cây đúng là nó lên màu nhanh mà đẹp thật Thành. Chú Hà taxi học khóa. Vâng. Nhưng mà nếu mà so với Bắc Linh nhưng mà cái này hoàn toàn thay đổi đúng là bây giờ không thì phải ghi là tuyệt phẩm. Tuyệt phẩm. Chứ không tác phẩm nữa, không còn là tác phẩm. Nhưng mà anh Thành ơi, hồi có một cái chia sẻ chút đấy. Cái mình nói đến tuyệt phẩm thì cùng với quý vị cùng nghe đấy. Là cái cơ duyên nào mà anh sở hữu cái tác phẩm này? Nó xứng đáng. Chứ đúng nó là xứng đáng. Em nói cơ duyên thì nói thật là rất là tình cờ. Chứ không thể gọi là tác phẩm nữa. Cây này tác phẩm ở xa xôi gì thì đã là. Cây này người ta gọi là tác phẩm. Ngay cách nhà mình có một cây số. Một cây. Một cây số mà từ khi cái cây này về ở địa phương mình là 13 năm. Vâng. Mình không hề biết người có tên tuổi và người mặc dù là có một cây số mà không hề biết. Thế nhưng mà có một cái lần ấy đi qua nhà anh ấy thì vô tình nhìn thấy là vào và trong vòng có 5 phút là anh em nhượng lại được cho nhau. Dạ vâng. Thì cái nhân duyên rất là đặc biệt chỗ đây. Hay, lần đầu tiên biết một cái là mua được ngay trong vòng có 5 phút. Mà rõ ràng là cách anh nhà anh cách cây. Chỉ có một cây thôi mà không hề biết. Vâng. Đó, thì cái cây này nó là một cái cũng là một cái nhân duyên là như vậy. Dạ vâng. Em rất cảm ơn anh. Thì nhân tiện đây đấy thì ông Trường cũng mới mua cái tác phẩm này đấy, mình cũng nói với các bạn là có thể nói là một tác phẩm thể hiện đúng về cái mới lấy của ông Thành, còn cái nhân văn văn hóa của con người Hải Phòng. Vâng. Bởi vì nói người Hải Phòng là nói đến cảng biển và nói người ngư dân đánh cá, đúng không? Thế thì cái tác phẩm này cái người xây dựng đầu tiên người ta ý tưởng là trên một con thuyền. Vâng. Trên một con thuyền, làm trên một con thuyền, sáng là ra khơi, chiều về được thuận buồm trên đó. Vâng. Thế thì tên chính đầu tiên của nó tên là con thuyền buồm. Con thuyền buồm. Con thuyền buồm. Thì về mình có cải là thuận buồm xuôi gió. Thuận buồm xuôi gió. Thì vẫn truyền tải được cái ý nghĩa cũ. Rất mang nhiều ý nghĩa đó. Của chất người Hải Phòng. Cái tác phẩm này đi đến bây giờ cuộc triển lãm là mấy lần thứ ba. Lần thứ ba. Lần thứ ba. Dạ mình, vâng. Mình đi được 2 lần. Vâng. Thì về đây bây giờ anh Trường đi lần nữa. Vâng. Quá tuyệt vời. Bây giờ là thuộc toàn quyền sở hữu của anh Trường giấy đúng không anh nhỉ? Đúng rồi, của bác Trường. Phải hoàn toàn không em ở Kiến Thụy. Chia sẻ quý vị cùng mọi người cái tác phẩm Thuận buồm xuôi gió chủ cũ của anh Thành May Hải Phòng và đã bàn giao cho anh Trường giấy Hải Dương. Tiếp theo là tác phẩm Thuận buồm xuôi gió của anh Trường giấy. Tác phẩm này trước của anh Thành May hay còn gọi là anh Thành Vũ Trụ tại Kiến Thụy Hải Phòng, và vừa thời gian vừa rồi đã chuyển nhượng cho anh Trường giấy. Không đi chơi hả? Kéo hả? Ừ. Đây là cái sinh quê rất là dài. Mốc mèo chun chạy hết rồi. Đây là trục dọc cây. Okay.
đấy này cũng không đi được. Tay bông rồi đó, mà bây giờ bóng rạng bóng.